Xin chào các đồng chí, hôm nay cục của chúng ta có cuộc họp khẩn. Dạo này các đồng chí có thấy gì không? Em thấy hôm nay chị rất đẹp, đường mới đúng không? Các đồng chí quả là tinh mắt. Nhưng mà ý của tôi đang nói đây là động thái của cư dân mạng. Dạo này cư dân mạng đang xôn xao vì mùa hè nắng nóng rồi, rất khó để tìm được kem chống nắng phù hợp. Thêm nữa gần đây có một số những thông tin lại gây hoang mang dư luận. Mà trong khi nhiệm vụ của cục chúng ta là phải đảm bảo mỗi người sử dụng có thể lựa chọn được kem chống nắng phù hợp nhất với mình, nên các đồng chí có đề xuất gì hay không? À, tôi có một ý này, mọi người nghĩ sao về UV cam? Tôi không đồng ý. Bản thân UV cam còn rất nhiều ý kiến gây tranh cãi, chưa kể là giá thành mắc. Có nhiều quan điểm cho rằng là UV cam thì chỉ thể hiện được là những cái thành phần chống nắng hóa học, tức là hấp thụ vào trong da thôi. Còn những thành phần mà ở trên bề mặt da thì cũng sẽ không thể thấy được ở trên UV cam. Hoặc nếu không thì chúng ta review đi, tích cực review vào, có bao nhiêu kem chống nắng thì review bấy nhiêu. Nhưng chúng ta cũng không thể nào mà review tất cả kem chống nắng ở trên đời được, chưa kể không có kem chống nắng nào phù hợp với tất cả mọi người. Nên tôi đề xuất là chúng ta phải giúp mỗi người có khả năng tự đọc hiểu được thông tin của kem chống nắng và chủ động tìm kiếm sản phẩm phù hợp với mình. Review cũng chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Một giải pháp khó đấy, vì chắc gì người ta đã chịu nghe và chịu tìm hiểu, nhưng mà rất đáng thử. Có đúng chưa Lan? À, tôi hoàn toàn đồng ý với là đồng chí Xanh, không có ý kiến gì. Vậy là chúng ta đã thống nhất, làm ngay vào luôn thôi các đồng chí. Nào các đồng chí, tôi sẽ tìm hiểu, tôi sẽ lựa chọn, tôi sẽ thành công. Yes. Xin phép các đồng chí cho tôi được trình bày đầu tiên. Đấy, cởi áo cho nó. Nói về kem chống nắng thì chúng ta phải bắt đầu bằng chuyện là phân loại kem chống nắng như thế nào. Hồi ngày xưa thì chúng ta có cách phân loại dựa trên cơ chế hoạt động. Cụ thể đó là sẽ chia kem chống nắng ra làm 3 loại: kem chống nắng vật lý, kem chống nắng hóa học và kem chống nắng vật lý lai hóa học. Theo cách phân chia này thì những cái gì mà phản chiếu tia UV thì chúng ta sẽ gọi là vật lý. Những gì mà hấp thụ tia UV và trung hòa tia UV ở trong da thì gọi là hóa học. Và cái gì mà vừa phản chiếu vừa hấp thụ thì chúng ta gọi là kem chống nắng lai. Tuy nhiên phân loại này thì gặp rất nhiều những ý kiến trái chiều khác nhau. Bởi vì thứ nhất thì người ta nói rằng là bản thân kem chống nắng vật lý chứa những thành phần như là titanium dioxide hay là zinc oxide thì phần lớn là phản chiếu, nhưng cũng có một phần nhỏ đó là hấp thụ tia UV và trung hòa nó. Vậy thì cũng đâu có hoàn toàn là phần thuần vật lý đâu. Rồi bên cạnh đó thì cũng lại có những ý kiến về vấn đề chơi chữ, tức là titanium là titan hoặc là kẽm thì cũng có trong bảng nguyên tố hóa học, tại sao lại gọi là vật lý? Đấy, để tránh tất cả những hiểu lầm và những cái tranh cãi không cần thiết thì về sau này chúng ta đưa ra một cái cách phân loại khác nghe có vẻ hay ho và thân thiện với môi trường hơn, đó là kem chống nắng vô cơ, kem chống nắng hữu cơ và kem chống nắng lai vô cơ hữu cơ. Thì trong cách phân chia này, kem chống nắng hữu cơ là những kem chống nắng mà hoạt chất có chứa nguyên tử carbon, ví dụ như là avobenzone, octocrylene, tinosoft S, tinosoft M. Rồi những kem chống nắng mà hoạt chất không chứa phân tử carbon thì chúng ta sẽ gọi là kem chống nắng vô cơ. Chẳng hạn như là zinc oxide, titanium dioxide thì chỉ có chứa kim loại với cả oxy thôi. Và lai giữa hai cái loại đấy chứa cả hai cái thành phần thì chúng ta sẽ gọi là kem chống nắng hybrid. Thì bây giờ chúng ta thống nhất cái cách gọi như thế này và cùng triển khai nha các đồng chí. Cảm ơn cục trưởng và xin được tiếp lời cục trưởng thì tôi trình bày về những ký hiệu ở trên kem chống nắng mà chúng ta cần phải hiểu. Đầu tiên đó là ký hiệu SPF. Nếu mà nói về SPF thì chúng ta biết đó là ký hiệu thể hiện rằng là khả năng chống tia UVB, hay còn gọi là UV burning, tức là cái tia UV mà gây burn, tức là gây sạm da và gây bỏng da trên da của chúng ta đó. Và ví dụ nhá, nếu mà SPF 30 thì chúng ta hiểu sẽ bảo vệ da của chúng ta trước 96.7% tia UV và trong khoảng thời gian là 300 phút, tức là 5 tiếng đồng hồ. Còn nếu mà SPF 50 thì có nghĩa là bảo vệ được da là 98% và trong vòng 500 phút, hiểu nôm na là khoảng 8 tiếng đồng hồ. Nhưng mà thực ra thì nó không có vẹn toàn và toàn mỹ như vậy đâu. Nghe thì vô cùng lý tưởng nhưng có rất nhiều vấn đề mà các đồng chí cần phải lưu ý. Đầu tiên đó là kết quả này thì là kết quả kiểm định ở trong phòng thí nghiệm dựa trên một cái điều kiện vô cùng lý tưởng và sử dụng đủ lượng. Đó là lý do chưa chắc mà chúng ta đã có được cái chỉ số bảo vệ như thế này nếu mà chúng ta thực tế sử dụng. Cái thứ hai nữa rằng là nghe thì là 98% rồi trong vòng 8 tiếng đúng không? Nhưng mà không phải
phải là cái phút đầu tiên với các phút cuối cùng nó sẽ giống nhau, mà thực tế là theo thời gian khả năng bảo vệ da của chúng ta trước tia UV sẽ giảm dần theo bậc thang. Ví dụ nhé, nếu mà SPF 50, 10 phút đầu tiên chúng ta sẽ được bảo vệ 98%, tức là chỉ có khả năng bị burn ra là 2% thôi. Nhưng mà sau 30 phút thì nó đã là 6%, và sau 150 phút thì nó đã là 30% rồi. Điều này muốn nói rằng là chúng ta không nên chỉ phụ thuộc vào chỉ số SPF ghi trên bao bì, mà cái thứ nhất là chúng ta phải sử dụng đủ lượng, và cái thứ hai nữa là cực kỳ hạn chế đi nắng quá lâu và những giờ cao điểm ánh nắng chói chang. Bởi vì là những lúc mà ánh nắng chói chang, có thể một số những hoạt chất chống nắng sẽ bị bất ổn định dưới ánh nắng mặt trời, mình gọi là downgrading, hoặc là khi mà chúng ta toát mồ hôi này rồi đổ dầu cũng khiến khả năng chống nắng bị giảm hơn nữa. Một ký hiệu tiếp theo lúc có lúc không ở trên bao bì đó chính là PA, hay một số nơi thì sẽ sử dụng đó là PPD, Persistent Pigment Darkening. Thì theo như chúng ta hiểu, PA hay là PPD là thể hiện khả năng bảo vệ da trước tia UVA, UVA, UV aging hay còn gọi là UV già. Đây là nguyên nhân mà gây ra tình trạng là lão hóa sớm, ví dụ như là nếp nhăn này, chảy xệ này, và cùng với cả tia UVB cũng gây ra một số những tình trạng khác, ví dụ là nám, tàng nhan hoặc là ung thư da. Cái này thì tôi cũng đã nói nhiều rồi các đồng chí ha. Thì cái mà tôi muốn nhấn mạnh ngày hôm nay với các đồng chí là thực sự cái chuyện là PA 3 cộng và PA 4 cộng là chúng ta nên hiểu như thế nào. Thì PA 3 cộng thì chúng ta tương đương với cả PPD là khoảng tầm từ 8 cho đến 16, tức là bảo vệ da trước tia UVA khoảng từ 8 lần cho đến 16 lần tốt hơn so với việc là chúng ta không sử dụng kem chống nắng. Còn nếu mà PA 4 cộng như trên bao bì này đây thì có nghĩa là tương đương với cả PPD 16 trở lên, có nghĩa rằng là sẽ bảo vệ da của chúng ta tốt hơn 16 lần, thậm chí là 32 lần, 46 lần so với việc là chúng ta không sử dụng kem chống nắng. Nếu nói như thế tức là PA hay là PPD càng cao càng tốt đúng không ạ? Đúng, nhưng mà cái gì cũng sẽ có giá của nó các đồng chí ạ. Nếu mà chúng ta muốn PA hoặc là PPD cao, đôi khi chúng ta sẽ phải chấp nhận là thứ nhất, sản phẩm đấy sẽ hơi bị bóng dầu, bởi vì thường các hoạt chất mà có khả năng bảo vệ tốt trước tia UVA thì tan trong dầu, nên là chúng ta cũng cần nhiều dầu hoặc là những nhũ tương để có thể là hòa tan được những hoạt chất này. Cái thứ hai nữa là nếu mà muốn bảo vệ tốt thì chúng ta cũng phải sử dụng một cái hồng độ, một cái hàm lượng lớn những cái chất này, và càng cao thì khả năng kích ứng cũng càng lớn. Nên là đối với PA 4 cộng thì cũng có thể tương đương với 16 hoặc là 32 hoặc là 46 đúng không? Nhưng mà thôi, cứ 4 cộng thì cũng là ổn rồi. Còn nếu mà trên bao bì mà ghi PPD thì các đồng chí cứ tìm từ 16 trở lên, 20 cho đến 40 là perfect. Broad spectrum, chống nắng phổ rộng, ám chỉ rằng kem chống nắng có thể bảo vệ da khỏi tia UVB, UVA2 và UVA1. Tuy nhiên, các đồng chí cần phải tỉnh táo, bởi vì rất nhiều các kem chống nắng có ghi broad spectrum ở trên bao bì, tuy nhiên phủ rộng đến đâu thì chưa chắc. Bởi vì chỉ cần mon men chống được một chút tia UVA1 thôi cũng đã có thể claim là broad spectrum rồi. Vậy thì thực sự phủ rộng đến mức độ như thế nào, chỉ có duy nhất một cách mà chúng ta có thể kiểm chứng, đó là đọc hiểu được thành phần ở bên trong hoặc là đằng sau bao bì. Very high protection, một cụm từ thường thấy ở trong kem chống nắng của Úc, tương ứng như sau: Very high protection tương đương SPF 50+, high protection SPF 30 cho đến 50, low medium protection SPF 15 cho đến 25, low protection SPF từ 4 cho đến 10. Tuy nhiên cần phải lưu ý một điều, đó là very high protection thì không ám chỉ khả năng chống tia UVA, nên chưa chắc very high protection đã là perfect nha các đồng chí. Đây là chỉ số thể hiện khả năng kháng nước của kem chống nắng, được phép ghi ở trên bao bì từ 40 cho đến 80 phút. Tuy nhiên không có kem chống nắng nào thực sự là có thể chống nước hoặc là chống rửa trôi cả, nên cả FDA của Mỹ và tiêu chuẩn của Úc đều không cho phép sử dụng cụm từ waterproof hay là sweatproof nữa, mà chỉ có thể sử dụng đó là water resistant. Tinted thể hiện là sản phẩm có màu, thường thì sẽ có tác dụng là điều chỉnh tông da cũng như là che phủ nhẹ. Thực sự với các đồng chí là hồi ngày xưa thì tôi không thích sử dụng các sản phẩm tinted lắm, bởi vì các sản phẩm này thường thì tối hơn so với cả màu da của tôi. Nhưng mà gần đây thì đã có rất nhiều những kem chống nắng mới lightly tinted như thế này, màu sắc tươi sáng vô cùng phù hợp. Tuy nhiên nếu mà các đồng chí không thích mua những cái sản phẩm mà có yếu tố trang điểm, có màu sắc đó, có sự che phủ ấy, thì tốt nhất là phải để ý kỹ để mà tránh mua nhầm. Nhưng cũng có những trường hợp như thế này đây,
không ghi gì ở trên bao bì cả thì thôi buộc lòng là chúng ta nên xem kỹ review trước khi mua nhé. Oil Free, Anti Shine hoặc là Match là những sản phẩm ra đời để phục vụ cho những làn da nhiều dầu, không thích bóng nhờn. Xét về thành phần thì những sản phẩm mà Oil Free thường là những sản phẩm mà không phải là hệ nền dầu. Một số những sản phẩm mà không chứa mineral oil là dầu khoáng ấy, thì cũng có thể claim là Oil Free. Tuy nhiên cũng có thể là trong bảng thành phần thì chúng ta sẽ vẫn nhìn thấy một số những chiết xuất từ dầu tự nhiên hoặc là tinh dầu tạo mùi hương. Và những sản phẩm như là Oil Free, Anti Shine, Matte thực sự là làm được điều đó nhờ là trong bảng thành phần sẽ có những chất mà có thể là hút dầu, kiềm dầu, ví dụ như là silicon hoặc là aluminum starch, octanin succinate hay là alkyl benzoate, bột đất sét hoặc thậm chí là alcohol là cồn. Tiếp lời của đồng chí Hồng thì tôi xin trình bày một số các hoạt chất chống nắng quan trọng mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Tất nhiên là các đồng chí có thể tìm hiểu thêm các hoạt chất khác nữa bằng việc là click vào đường link mà tôi đã chia sẻ ở phía dưới phần description, phần mô tả. Tuy nhiên là ở đây thì chỉ điểm qua một số những gương mặt vàng trong làng chống nắng mà thôi. Nhưng mà trước đó thì chúng ta cần phải ôn lại kiến thức một chút xíu về các loại tia UV, bao gồm có UVB có bước sóng từ 208 cho đến 320, UVA2 từ 320 cho đến 340, UVA1 là từ 340 cho đến 400. Bước sóng càng ngắn thì năng lượng càng cao, sức tàn phá càng lớn. Các bước sóng dài tuy năng lượng thấp hơn nhưng sẽ lại đi sâu vào trong da và có thể gây ra những tổn thương ở tầng bì, tức là trung bì của chúng ta. Tôi xin được phép chia ra làm 3 nhóm thành phần. Đầu tiên đó là nhóm thành phần chống nắng phổ rộng, tức là có thể bảo vệ cả tia UVA và UVB. Và ngôi sao sáng gần đây mà chúng ta hay nghe nói đến đó chính là Tinosoft S và Tinosoft M. Tinosoft S trước nhé. Thì đây là thành phần chống nắng mà có phổ bảo vệ là từ 208 cho đến 400. Trong đó thì bảo vệ tốt nhất là ở hai bước sóng 310 và 345. Cơ chế hoạt động vừa là phản xạ tia UV và vừa là hấp thụ và trung hòa tia UV. Và đây là một bộ lọc phủ rộng cực kỳ hiệu quả và an toàn, giúp ổn định albumenzone cũng như là tăng cường khả năng bảo vệ da của những công thức chống nắng yếu ớt. Thực sự là cho dù là những sản phẩm bình dân nhưng mà có thêm Tinosoft S hay là M là cũng thấy rất yên tâm. Nói về một người anh em khác đó là Tinosoft M thì cũng có phổ bảo vệ là từ 208 cho đến 400 nhưng mà có sự khác biệt. Đầu tiên đó là bảo vệ tốt nhất thì sẽ là ở bước sóng 306, cũng bảo vệ khá ở bước sóng là 305 nhưng mà không tốt bằng. Và nếu mà so sánh giữa Tinosoft S, Tinosoft M thì chúng ta thấy rằng là cái phủ bảo vệ của Tinosoft M rất là rộng, thậm chí là còn có thể bảo vệ cả ánh sáng xanh, tức là vượt qua mức bước sóng 400 nanomet. Tuy nhiên nếu mà nói về cái sự mạnh mẽ trong việc bảo vệ ấy, thì Tinosoft S rõ ràng là thấy hơn hẳn đúng không ạ? Tức là lên hẳn luôn, xuống thì cũng xuống luôn. Còn đối với cả Tinosoft M thì có một cái độ bền bỉ qua từng bước sóng, vì vậy thường nếu mà kết hợp giữa hai thành phần này thì rất là perfect. Mistering XL hay còn có tên gọi khác ở trong bảng thành phần đó là Dromedrizone Triclosan. Đây là một thành phần được phát triển vào các bảng sáng chế của L'Oreal nên là thường xuất hiện trong những sản phẩm chống nắng của công ty này, bao gồm có Garnier, Laurent Paris, La Roche-Posay đều có Mistering XL. Và đây là một thành phần chống nắng phổ rộng từ 208 cho đến là 309, trong đó Pit Protection là ở 300 và 304. Đây là một thành phần hòa tan trong dầu nên nếu mà sử dụng ở một nồng độ cao thì sẽ hơi bóng một chút xíu. Một thành phần tiếp theo rất là phổ biến đó chính là zinc oxide. Đây cũng là một thành phần chống nắng phổ rộng từ 208 cho đến 400, trong đó Peak Protection là 307. Tuy nhiên nếu mà nhìn vào sơ đồ này đây, so sánh 4 chất mà tôi vừa giới thiệu với các đồng chí thì sẽ thấy rằng là thực ra zinc oxide là một thành phần chống nắng phổ rộng nhưng mà không được hiệu quả cho lắm. Vấn đề ấy là được sử dụng với một cái hàm lượng cao ở trong các sản phẩm kem chống nắng để bù đắp lại cái sự yếu thế của mình so với cả những người láng giềng. Có một lưu ý nữa khi mà sử dụng sản phẩm zinc oxide là thành phần này thì không tan trong dầu cũng không tan trong nước nên là sẽ tạo ra một cái màu trắng ở trên da của chúng ta khi mà áp dụng, và thực sự là càng nhiều zinc oxide thì cái màu này nó lại càng trắng tợn. Khoan đã đi tiếp, chúng ta hãy một lần nữa phân tích biểu đồ này đi các đồng chí. Nhìn vào cái biểu đồ này rút ra một điều rằng là các đồng chí ơi, không có cái gì ở trên đời nó hoàn hảo đúng không? Và kể cả những hoạt chất chống nắng của chúng ta cũng vậy. Và nhiệm vụ của những người làm công thức đó sẽ là kết hợp những thành phần chống nắng với nhau để mà bổ sung những cái khiếm khuyết cho nhau. Ví dụ sẽ có một số những kem chống nắng kết hợp Tinosoft S với Tinosoft M giống như là tôi vừa nói lúc nãy, hoặc một số những thành phần chống nắng khác thì sẽ có Mistering XL. Tuy nhiên thực ra Mistering XL tuy là phổ rộng nhưng mà hiệu quả không phải là quá xuất sắc, vậy thì sẽ kết hợp thêm cái gì? Tinosoft S rất mạnh mẽ trong việc bảo vệ UVB và UVA1, rồi thêm albumenzone
cũng rất là mạnh mẽ trong chuyện bảo vệ UVA, rồi lại thêm sự bền vững. Vậy là chúng ta có một công thức cũng có thể gọi là hoàn hảo. Nếu mà nói về một thành phần tiêu biểu trong việc là chống tia UVA thì không thể không nhắc đến avobenzone, là một thành phần chống tia UVA tuyệt vời với range là từ 310 cho đến là 400, peak là ở 357. Thật sự đến bây giờ avobenzone vẫn là một thành phần rất kinh điển và vẫn rất nhiều những sản phẩm sử dụng avobenzone. Chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là mỗi lần ra nắng là yếu sinh lý, bởi vì là em ý không ổn định và rất nhanh chóng mất đi hiệu quả, nên rất nhiều những sản phẩm đã kết hợp avobenzone với China Soap S chẳng hạn. Một thành phần khác thời thượng trong chống tia UVA thì phải kể đến đó là Uvinun A Plus, có range là từ 320 cho đến 400 và peak là 354, khá là tương tự với cả avobenzone, yếu hơn một chút xíu nhưng bù lại lại linh hoạt hơn, được sử dụng ở nồng độ cao hơn và ổn định hơn so với cả avobenzone. Đại biểu chống tia UVB thì tôi xin chỉ đề cử Uvinun T 150. Thực ra thì có hăng hà sa số những cái thành phần mà có thể chống tia UVB. Và ngày xưa thì nó hay nói đến là titanium dioxide, oxybenzone, octocrylene, optimocet, bla bla bla. Nhưng mà những thành phần đấy thì đều có những ưu và nhược điểm riêng. Còn riêng Uvinun T 150 thì khá là hoàn hảo, có thể chống range là từ 209 cho đến 304, trong đó peak là 314, chống tia UVB cực kỳ mạnh mẽ, hòa tan ở trong dầu nên là thường được sử dụng trong những sản phẩm chống nắng kháng nước. Ngoài các thành phần chống nắng thì tôi khuyến khích các đồng chí hãy tìm kiếm những người bạn thân của nó trong tuyết kem chống nắng của mình. Đó là những thành phần làm dịu kháng viêm như là B5 này, rồi aloe vera hay là niacinamide, để mà giúp là hạn chế chuyện là da bị viêm nhiễm có thể gây tăng sắc tố, hoặc là những chất chống oxy hóa giúp sửa chữa tế bào. Bởi vì những chất chống oxy hóa này không chỉ là trung hòa gốc tự do gây ra bởi tia UV mà còn có khả năng là bảo vệ da tốt hơn trước những tia khác, bao gồm có tia cận nhiệt. Cảm ơn đồng chí Xanh, nói rất nhiều, rất hay. Bây giờ phần dễ dàng nhất là thuộc về tôi, là sẽ thị phạm cho tất cả đồng chí hai sản phẩm kem chống nắng thuộc hai trường phái khác nhau. Sản phẩm đầu tiên thuộc trường phái người yêu không bao giờ cưới, anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Đối với cả nhiều người thì có thể đây là một sản phẩm chống nắng hoàn hảo, nhưng mà đối với tôi thì khổ nỗi là có mỗi một cái khiếm khuyết thôi, đó là dùng ở trên mặt lúc nào cũng như chảo dầu. Sản phẩm thứ hai, người không hoàn hảo nhưng lại có thể yêu. Đây là sản phẩm mà nếu mà xét về thành phần không có gì wow lắm, nhưng lại tạo một cái effect tuyệt vời trên da và cảm thấy là có thể sử dụng hàng ngày được. Rồi bây giờ phân tích cho mọi người ha. Sản phẩm này SPF 50 cộng PPD 33, nghe rất xuất chúng đúng không nào? So với về thành phần chống nắng sẽ sử dụng octocrylene, Tinosop S, Tinosop M và avobenzone. Đó, chưa kể ở trong thành phần thì có rất nhiều những chất mà giúp là cấp ẩm cho da ở gốc đường, bao gồm có mannitol, silitol, rhamnose, fructooligosaccharide. Quá tuyệt vời. Và người yêu của tôi đây, dù không hoàn hảo thì em đây sẽ có gì? SPF 50 cộng, PA 3 cộng. À, nhìn thấy đây là thấy hơi đuối, khoảng chống tia UVA. Cụ thể là nếu mà nói về thành phần chống nắng thì sẽ có zinc oxide, titanium dioxide, Optinocet, Optisalate, chủ yếu là tập trung chống tia UVB rất nhiều. Và vì em này lên da thì cũng chỉ nâng tông hơi nhẹ nhàng thôi, không trắng lắm, nên tôi đưa ra một cái phỏng đoán là zinc oxide chắc chắn là dưới 10%, cũng thể hiện rõ ràng trong chuyện là chống tia UVA thì cũng chỉ là 3 cộng thôi, chứ không được là 4 cộng. Bên cạnh đó thì em ấy lại bổ sung thêm một số những cái thành phẩm mà chống oxy hóa cũng như là dưỡng ẩm, bao gồm có là vitamin E, rồi coenzyme 10, hydrolyzed collagen để mà dưỡng ẩm, và một thành phần nữa đó là acetin hexapeptide 8. Bản thân cái chất argireline này này thì rất là nổi tiếng trong chuyện là chống lão hóa rồi làm căng mịn da, nhưng mà xét ở trong bảng thành phần này thì nó nằm gần cuối, nên là tôi nghĩ rằng là chủ yếu thì tác dụng của nó sẽ là dưỡng ẩm nhiều hơn. Cảm ơn những đóng góp của các đồng chí, vô cùng tâm huyết. Bây giờ chúng ta quán triệt rồi thì chúng ta nghiêm túc triển khai nhanh và mạnh trên diện rộng thôi. Và các đồng chí đang ngồi theo dõi video clip này, các đồng chí chính là hạt giống, là hạt nhân nòng cốt trong công tác tuyên truyền về kiến thức kem chống nắng của cục chúng ta. Nên là tôi tha thiết mong mỏi là sau khi xem video clip này xong, các đồng chí hãy lấy kem chống nắng của mình ra, đọc kỹ lại tất cả các thông tin ở trên này và đưa ra đánh giá về kem chống nắng mình đang sử dụng ở trong phần comment của video clip này. Và điều cuối cùng mà tôi muốn nhắn nhủ với các đồng chí đó là đừng quên like và subscribe YouTube channel của Happy Skin. Hẹn gặp lại các đồng chí trong những video clip tiếp theo. Bye bye!